mình nghĩ luôn đây. Mai mình nghĩ là mình để mình tạo cái kênh YouTube luôn. Mình tạo kênh YouTube ngày mai cho các bạn luôn. Vậy nha. Được thiệt chứ, nãy giờ hai lần rồi nha. Minions has spawned. Nãy đá ra là biết cày rồi vô hoài. Thầy ơi. Xúc cho thầy. Sớm vậy, thì sớm rồi gom đồ mang đồ đi giặt cái này. Thì nó ra này lúc nào cũng mang cho mày à? Mày đi. Chết rồi. Mày đi rồi mà về sao mày không mang đi? Tao về, tiện tao về, không có tiện tao có đi không? Chả là đêm tao vác đồ đi. Mày điên à? Tao chọn phòng mày đi giặt đồ đi. Điên này. Phòng mày là còn gom đồ thì em có đi dọn đồ. Tết bố mày lên bố mày dọn một đống đấy. Bố mày dọn không? Mày dọn cái chỗ nào? Cái đó để hồi trước Tết tới giờ nha. Cái gì? Cái đấy, cái đồ nào? Cái đồ đấy của ai? Của ai? Để cái quần bố mày đưa mày mặc xong mày dùng đó hả? Cái đống ở ngoài kia kìa. À, cái đống đó gì? Ừ. Đống đó giờ làm gì? Để nó dùng rác. Đây đi dùng. Châu, thuốc, bà, ca, nước gì, còn mà tao gom đi ra mà tô để tao chỗ luôn. Cưa chửi rồi. Để mình tôn và là nhớ đã không tôn. Rồi luôn. Quá xui. À tía tao lên tới đây rồi. Ê cô cái gì nó nâng có một lần W. À. Nó nâng một lần W mà nó cầm vũ khí khổng lồ cái siêu nó bự. Ra là vậy. The hunter and the hunted. Bớt không spell. Nè, đây nó tu nè em. À, đây nó tôn, đây mình cũng tôn. Hai thằng hai bên được tu. Nhìn thả con chi, nhìn thả con ma là mấy ông thấy rồi gì? 90% mấy thằng thả ma như thế này là tu được. Nó năng gì nữa? Mà nó tu khó lắm hết còn nó quá. Mất công tôn cái gì
Mít nó không tồn sao? Mít nó cũng vậy. Nó tồn rồi. Tồn rồi. What the fuck lắm rồi. Mít nó tồn luôn. What the? Vậy tôi lắm rồi. Bạn sai một vòng sao bạn gần quay lên bạn chửi em nè. Rồi luôn. Chi thấy tung không đó. Rồi đấy. Đó, giờ nó sai đi. Mà lắm tung như vậy. Ủa, bắt bèo rồi mà còn giết được cái to luôn. Rồi cái to mà đi với xe nát luôn, nát. Đủ đam giết là bật công ty liền cái gì. Vãi. Bắn trước. Bắn trước đã 2 tool rồi, bắn là 2 tool nữa hả? Bắn trước 2 tool rồi đó. Vừa phải với mấy ông tool. Bắn trước 2 tool, bắn này AD nó tool, thêm mít nó tool nữa kìa. Yên tâm đi, bên mình cũng có một siêu tool này này, thằng xe rác chịu hộ. Zin cân hết. Zin mà tung thì sẽ rác trưởng hộ. Thôi nó để em để được xanh. Nó mất lát rồi đúng không em? Ờ à. Không. Nó có mất lát đâu. Thằng mít nói, nãy em thấy lát rồi mà. À đúng rồi đúng rồi. Mất lát rồi. Nè, xuống đây không sai kéo chơi. Chết rồi. Ê, em đỡ được cái chói đó cho anh rồi đỡ. Đâu chết đâu. Tôi mà nhiều dữ. Đéo gì quá cho tôi. Trời yên tâm đi, mình nói rồi, thằng này tu này. Thằng này tu thì tiếng xe rác trưởng hộ. Hứa luôn. Ở trong game này 3 tôn. 1 chấm với 2. Cuộc chiến của những vị thần. Cuộc chiến của tôi. Bên mình cũng có tôi mà. Rồi chết cậu mày luôn. Rồi chết cậu mày luôn. Oh yeah yeah. Nội nó không vô trụ cũng tăng để ông na sớt bật ulti ông vô trụ tăng đi ba. Bắt tôi tăng mới ghê. Khổ vãi. Strike when ready. Nâng cấp mua đồ sai rồi. Ôi cái đạch, nó vừa trưởng phát e cho đầu mình luôn rồi. What the hell? Cái gì vậy ông tên? Vừa vậy? Vừa phát phải thôi ba. Chơi. Được không? Vừa trưởng nhưng mà đầu biết to cái con e cho đầu luôn, nhanh vai. What the hell? Rồi cho chúng rồi, sắc một lờ rồi. Catch their trail.
hèn xuống đây. Giết một cái này trước. Hết khi rồi. Chạy đây. Không chạy được anh chết, anh không chạy được anh chết, từ từ. Này. Anh không chạy nó giật lao anh chết. Phải chạy cái đã, cho nó giật em anh quay lại anh giết nó ngay. Nó giật không đủ đam thiếu một cây nữa. Thì đó, đánh nó phải tính toán. Không tính là nó giết thì sao? Rồi game này sẽ là mất e mất đất luôn. Đéo kéo được. Từ thôi gấp vậy. Ôi anh vừa đút đầu ra kìa. Mình ló cái đầu ra xem mình có chết không. Sợ sẽ đát xuống thôi. Cái xích cụ mày không vô rét nào. Anh nhìn xe rác quá, 10 giây nữa anh có công ty nè. Đúng lúc có rác luôn là giết được. À, đừng có vô, tiếp tân cái chết đấy. Cứ do sợ gì nó đâu mà. Đậu xanh. Ui, cái địch. Anh tưởng nó dưỡng với to, anh vừa mới bay một cái, hai chiêu vô đầu chết quen, ba chiêu luôn. Vô là tuôn. Này, tui kia ra mày được. Mày ngon. Né hộ. Tui nó trưởng mà né hộ. Thằng tui này mày ngon. Vãi, tui tưởng nó gồng nó trưởng. Nó trưởng thằng Victor chứ. Tui vừa mới bay rồi cái ba chiêu cho đầu chết queo luôn. Sợ thiệt. Căng quá. Căng thiệt, phản ứng thần thánh. Chuột chắc nếu mà người thường là đang đưa chuột trứng với to, thằng này vừa mới hiện ra bắt trứng thẳng 3 chiêu vào đầu. Trời ơi mày sống hộ. Dạ yêu cầu anh uống thêm. Thằng mất chơi nâng cấp lõi công nghệ nữa kìa, đấy gì vậy. Yêu cầu anh có uống thêm là sống hộ. Mất chơi có lõi công nghệ nữa kìa. Bà mẹ mày. Thế nó cướp được anh. Shall I take? Anh đây để về ăn chó gì vậy? Anh đây mình không có tụi né à? Có. Có sao để ăn chó? Chắc bị ép anh Tây. Access. Mày sống hộ một cái. Ê. Đừng có la. Trời má nó điều khiển game tay kìa. Mày gà quá. Vậy mà hôm sau giết được con TF, biết to nó gà dữ vậy trời. Ngu này gần chết nè, vô, một hit. Mày âm mưu cặp mũ cao su hả mày? Đang rụng gió đi. Chạy
cho họ. Em bè phần lát này. Qua đây kiếm. Tôn gặp lên ga thì chết đi. Gặp thứ dữ được coi đã. Ây da. Ôi cái thằng TM nó núp lùm ở dưới này. Đù. Được đấy. Anh lấy cái cháo chàng sát thủ thì mày tân hộ. Chàng sát thủ rồi giờ chỉ cứ biết nhìn và chết đi. Giờ tôi ra tôi ulti thằng nào thằng đấy chết chắc. Khỏi cứu. Cái điều mà cái xào ra đen vừa xoáy và bấm được vui lắm. Cái gì vậy? Là né còn cỡ nữa. Áo chàng sát thủ gì? Trời cứu. Ơi, thằng này mất ulti rồi, mất flash rồi. Mất thì mất chứ, mấy cái gì. Dũng sĩ về tuôn. Quy được cái là chết luôn. Đánh buộc chết cậu nó ra nhường AD ăn. Thẳng kéo thẳng, kéo thẳng, kéo thẳng em. Ê, cái thằng này đâu nó bắn mẹ mày đi. Biết anh xài W nên xài hai quy chi trời. Mày tôi bắn hết đây nè. Mày tu mình xem tu đánh này cho mày biết thế nào là tu nè. Cho mày biết thế nào là tu nè. Tu nhát thế. À không phải nó né quy. Nó né mà. Nó né quy. Tu thật là thật cái đó. Tưởng bên mày mình bên mày có tu à, bên anh cũng có tu đấy. Bên đây xanh hơn ha. Thank you.
strongest. Cứ tàn hình gặp đầu đánh đó. Này thì tung nhảy ra bốc hơi. Đéo nó có đồng gió nữa kìa, chạy phi vô. Nà. Thế thì Tun này. Tun gặp Rengar xác định đi. Thiệt mấy thằng Tun đánh đéo bao giờ biết quan chủ. Đánh nhát và đai. Ồ mà team này không cần thằng Jin Tun cũng thắng. Ai chống nổi tôi. Giờ có thằng AFK cũng thắng. Bây giờ một mình tôi xử hết rồi đâu. Rang nào sao đó. Rang nào xỏ thằng đó. Đây siêu nhân tới đây. Mày luôn. Ui Ben. Cái Ben là FF nè. Kia. Ôi. Ôi cái nạt rồi anh quay cái Ben rồi bà mẹ thằng Victor. Tôi quay cái là tôi Ben ta rồi. Đờ phát chó. Cái lay vậy. Tôi là xỉu. Tao thích. Cô xuống dưới nghe cầm iPad coi.